chúng tôi thật là dễ dàng, từng cây lúa từng cây súng rất tự hào cùng cô gái Việt Nam. Ôi ai đã đi năm châu bốn biển, bạn hỏi có gì đẹp trong cây lúa Việt Nam? Đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ, dạng dày gió sương, dạng dày súng bom, từng con số từng câu hát đã trả lời cho cây lúa Việt rằng lúa vụ mùa năm nay có